Em xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn. Và ngày hôm nay thì em Triều sang ô tô Mỹ Đình tiếp tục là lên sóng cho mọi người những cái mẫu sản phẩm mới về tại cửa hàng để cho mọi người có thể là tham khảo cũng như là trải nghiệm mẫu sản phẩm mới có bên cửa hàng em nhé. Vâng, và chiếc xe hôm nay em muốn giới thiệu đó là một chiếc Mazda 6 phiên bản máy 2.0 Premium sản xuất năm 2020, màu trắng nội thất đen. Hiện tại thì nhà em đang có hai chiếc, một chiếc nội thất kem cũng sản xuất 2020 nhé, và cũng màu trắng. Chiếc này của em thì là lăn bánh được 1.300.000 cây số. Xe đăng ký tên tư nhân một chủ. Và cũng như thường lệ thôi, em Triều lại tiếp tục đi vào những cái phần chi tiết video, một lượt quanh xe để cho quý anh chị và bạn có thể là tham khảo cũng như là cái phần chất lượng xe, nước sơn si cũng như là mọi những cái thông số chi tiết tiểu tiết để cho mọi người cùng lắm em nhé. Xe của em thì mới về và em mới cho đánh bóng và dọn dẹp qua. Và những cái vết xước như này thì nhà em chưa làm này. Nếu mà bác nào mà lấy mua thì em sẽ bắt đầu em cho xử lý và tất cả những cái về phần chất lượng cũng như là phần vỏ xe, để khi các bác lấy xe thì nó là xe chuẩn, xe zin, mọi cái rất là ok. Cái này vẫn là tem sơn zin nguyên bản từ nhà máy này, nguyên bản từ nhà máy, rất là đẹp. La răng 19 inch, một trong những cái điểm nhận biết khi mà mua một chiếc Mazda 6 bản Premium nhé. Đó. Tiếp đến này, về phần đuôi xe thì cũng có cam lùi, rồi là cảm biến lùi 4 cái, lipo của Mazda, rất là đẹp đúng không ạ? Một trong những chiếc xe phân khúc D em thấy là cái tầm tiền nó đang là hợp lý nhất, hợp lý, cực kỳ là hợp lý trong cái thời điểm này. Và tất cả mọi thời điểm thì Mazda 6 kiểu dáng thì ok, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là phân khúc thì là rất là cao đó, phân khúc D rộng rãi, trường xe. Về phần nội thất thì em xin mời mọi người đi cùng em nhé, về chi tiết những cái phần nội thất rất là cơ bản thôi, từ những cái táp lô, táp ly. Phiên bản này thì trang bị loa bầu, nghe khá là ổn đấy ạ. Chất xe 1.300.000 thì mọi người sẽ để những cái mép ghế này, rồi là tất cả những cái thông số như ở da ghế nhé, nó là nguyên bản theo xe này, táp lô này, cực kỳ là mới luôn. Với những chiếc xe như này mà lanh quanh tầm tiền 800 thì em nghĩ là một trong những phân khúc D là cực kỳ hợp lý rồi đúng không ạ? Vô lăng cần số. Lát nữa thì em sẽ sang kia để em xem cho mọi người xem về phần vô lăng bên kia nhé. Đây bên này về phần cần số này. Chiếc xe cực kỳ là mới. Đó, rất là mới. Về hàng ghế sau, tất cả những con ốc cánh rồi là keo chỉ thì là nguyên bản theo xe rồi. Bên em thì vẫn làm xe thì vẫn cam kết cho quý anh chị một điều là xe là nguyên bản này, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản, km chuẩn, và có cam kết bảo hành 6 tháng hoặc 5.000 km về chất lượng xe. Nếu trong thời gian quý anh chị đi phát hiện ra lỗi, bên em nhận xe và hoàn lại 100% số tiền, kể cả tiền quý anh chị bỏ ra để đăng ký chiếc xe trên. Thế nên là quý anh chị yên tâm sử dụng sản phẩm bên em, cứ chuẩn chỉ chúng ta làm theo giấy tờ và hợp đồng nhá. Sai đâu em chịu đó. Làm ăn nó uy tín và luôn tạo cái thương hiệu. Về tất cả cái đồ theo xe thì em vẫn đang để nguyên trên xe và em chưa bỏ ra cái gì cả. Thì đấy, nếu anh chị mua thì tất cả nó sẽ là của anh chị. Bên em thì những cái đồ này thì cũng không bao giờ bỏ ra đâu, cứ để đấy thôi. Lốp lát theo xe vẫn nguyên bản nha. Sơ cua chưa hạ này. Đấy, sơ cua chưa hạ. Rất là đẹp. Về phần chi tiết về chất lượng xe thì nếu mà quý anh chị nào mà còn lăn tăn hay là còn phải là kiểm tra thì có thể là mang ra hãng hoặc là nhờ anh em thợ thuyền đến với những gara quen biết để kiểm tra xe một cách tổng quát nhé. Vâng, xe cũ thì với những người biết thì nó rất là dễ, còn nếu những người không biết thì nó sẽ là một câu chuyện. Thế nên là khi mà chúng ta đi xem xe, em cần các bác đi check và rất là mong muốn các bạn đi check luôn, để làm sao mà em tự tin với sản phẩm em bán, cũng như là cái các bác đi kiểm tra, cái phần tâm lý các bác mua xe nó cũng thoải mái hơn đúng không ạ? Mua xe mua cộ nó cũng thoải mái hơn. Thật ra đi check thì với Mazda thì cũng chả đáng bao tiền đâu, vài trăm nghìn thôi, nhưng mà nó là một cái gì đó nó mang lại tâm lý, nó là thoải mái nhất khi mà chọn lựa sản phẩm, chọn lựa xe cũ nhá. Đấy, với những bác nào mà biết về xe thì có thể là mua xe được ngay qua video này. Nhìn thì những con ốc cao su chân máy, ốc mặt máy này. Đấy. Bát bèo, cabo. Thì những cái phần chi tiết này em sẽ quay sơ qua thôi, để cho mọi người có thể cùng lắm. Nếu mà bác nào cần cái video chi tiết thì có thể liên hệ em Triều. Em Triều sẽ gọi gửi những cái video chi tiết nhất, cụ thể nhất để cho mọi người cùng lắm nhé. Khi bên em bán hàng đã chuẩn thì lúc nào em tự tin về chất lượng và sản phẩm luôn. Bao check toàn quốc và bao test anh em thợ thuyền. Và em chỉ cần các bác gọi những bác thợ công tâm đến và chúng ta sẽ bắt đầu xử lý công việc ngay. Vâng, với chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium này thì em đang chào giá bán là chỉ có nhô 800 một chút thôi nhé. Nhô 800 một chút. Thì quý anh chị nào quan tâm hãy cứ nhấc máy liên hệ và đừng ngại ngùng. Liên hệ em Triều đi. Em Triều sẽ có những cái giá tốt nhất cũng như là những hỗ trợ tốt nhất để cho quý chị và bạn lấy được cái xe tốt nhất, đó, chuẩn chỉ nhất. Vâng, em có địa chỉ cửa hàng tại số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, cầu Dê Lội, Sàn Tô Mỹ Đình. Số điện thoại liên hệ với em là 0981 548 696. Em Triều xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin cảm ơn.